Chào tất cả anh em cần thủ từ miền Nam đến miền Bắc. Thì hôm nay ngày 13 tháng 7 shop mình tiếp tục có lên một số cầm 2 khúc 3 khúc hàng cánh sông hồ ha. Thì hàng này là hàng tuyển. Mình vào đi chi tiết thông số cũng như là giá của từng cây cho anh em nắm. Anh em cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 977 106 thì mình sẽ ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Hôm nay thì mình giới thiệu đến anh em là một lô cần này bao gồm là 16 cây cần. Thì nó có thông số và giá là ngược như sau. Thì cây cần thứ nhất bên tay trái của mình là một cây cần Dewa Holder Lock. Cây Dewa này có chiều dài là ba m ba, độ cứng là 50, anh em có thể thấy ha. Carbon 2 da bằng ít đây. Thì giá của cây cần này là 1,6 triệu, hợp cho anh em câu lăn xê bạc bờ biển ha, hoặc là câu cá tra đồ 50, anh em cũng biết độ cứng cũng ok. Đấy, Dewa RB Phen Fuji Bass Fuji tem vàng Dewa carbon 2 da khá là đẹp ha, hàng này phải tem nội địa Nhật. Kế tiếp cây thứ hai là một cây cần Shimano. Shimano này thì nó là cần 2 khúc Bass Fuji tem vàng nha, xà bàn Phen Fuji carbon hay da bằng ít, anh em xem thấy bằng ít này chắc độ dài là 2m1, hợp cho anh em câu bè mà đi câu trên tàu đi vào biển rồi đấy. Con hay da bằng ít rất là đẹp nha, ngọn của nó đây. Thì cây này mình đang bán với giá là 1,8 triệu. Phen Fuji rất là đẹp ha, dàn 2m1. Anh em thích cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Mình nhắc lại là anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Những anh em nào mà nhắn tin qua tin nhắn hoặc là nhắn tin bình luận ở trên YouTube ấy, thì mình tiếp cận rất là lâu đấy, cho nên là có khi mình không nhìn thấy nữa. Thì thực chất đó, ai alo đến số điện thoại ấy, thì mình sẽ xem xét và giải quyết cho anh em nhanh nhất. Nhắn tin nhằm khi hay ba hôm mình mới lên theo dõi được thì nó lại bán mất rồi. Cây số 3 là một cây cần Dewa. Cây cần Dewa này là carbon hay da, hình thức cũng rất là đẹp. Bát Fuji trên vàng như Japan ha. Có độ cứng là 80, chiều dài là 2m4. Phen Fuji giá là 1,9 triệu. 80 này cũng học diện là cứng rồi nha nè, hợp cho anh em câu sông hồ ha, cá tra. Chiều dài 2m4, cứng 80. Thì cây số 4, cây số 4 là một cây cần Dewa Holder Lock bằng 2 da bằng ít nè, khá là đẹp, cứng 50, 2m4. Cây này có giá là 1,5 triệu, cho anh em nào cần ha. Bon Whisky cứng 50. Ngọn của nó. Cây số 5 là một cây cần 2 khúc của thương hiệu Shimano. Shimano này thì ở bên Nhật họ bọc dây gân cước ha,
chủ yếu là cầm cho nó đừng có trơn trọt thôi. Bát Fuji thì cây này có độ cứng 50 và 2m4, mình đang bán với giá là 1,6 triệu, cứng 50 2m4 viên Fuji, bát Fuji ha, còn khá là đẹp. Cây số 7, xin lỗi anh em, đây là cây số 6, Shimano lúc nãy là cây số 5. Cây số 6 này là một cây cần đai hoa. Đai hoa này là hai khúc bát Fuji tìm vàng carbon hay da, độ cứng là 50 và 2m4, hay da giá 1,6 triệu. Đều có tem nội địa. Cây số 7 là một cây cần đai hoa. Đai hoa này là đai hoa Kenyaki, độ cứng 50 và 2m4. Cây này nó là chất liệu carbon xoắn toàn thân, bát Fuji dạ quang, mình đang bán với giá là 1,8 triệu. Hình thức nó khá là đẹp ha, độ cứng là 50. Kế tiếp cây số 8, số 8 là một cây cần ba khúc. Cây ba khúc này có chiều dài là 3m3, chất liệu cũng là carbon phen Fuji, bát Fuji, độ cứng là 50, 3m3, 3 khúc, anh bác Fuji hết nha anh em, giá 1,4 triệu. Học cho anh em câu sông hồ, câu lăng xê, vạt bờ biển, tất cả các kiểu. Kế tiếp cây số 9, cây số 9 là một cây cần Ryobi. Thì cây Ryobi này làm từ chất liệu carbon phen Fuji, bát Fuji 2m4, độ cứng là 50. Cây này mình đang bán với giá là 1,4 triệu, Fuji xích luôn, đồng Fuji xích ha. Xích này hợp cho anh em đánh dây siêu bền, dây BO đánh biển luôn. Tiếp theo cây số 10 là một cây cần ba khúc, cứng 50, 3m3 của thương hiệu Suzumi, tem nội địa ha, bát Fuji tem vàng, cứng 50, 3m3. Thì cây này có carbon xoắn đỏ vân chìm, cây này ra nắng lên cánh đỏ, thức cũng khá là đẹp, đầu vu cũng là đầu vu Fuji. Cây này mình đang bán với giá 1,5 triệu. Cây số 13 là một cây cần hai khúc hai đọt, cây này là hai đọt nghe nè, Alpha Tucket. Alpha Tucket này thì nó bon sóng cuồn cuộn luôn, nguyên thân bát Fuji tem vàng da băng, hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80 và 27. Cái thằng này nó có xước sát ha, cái này là do vận chuyển nó bị xước, xước nào không đáng kể đó, nên nó bị tróc cái lớp keo bóng nè, thì xước lớp keo bóng. Phen Fuji, phen Fuji, hai cây này mình đang bán với giá là 1,5 triệu, hai ngọn, cứng 50 và cứng 80.
cây số 12 là một cây cần Daiwa. Cây Daiwa này có bát Fuji, phen Fuji. Độ cứng là 50, độ dài là 2m7. Cây Daiwa này có phen Fuji ha. Thì giá của nó là 1,5 triệu. Này em coi xem ha, cần khá là đẹp. Cây số 13 là một cây cần Suyumi. Thì cây này bát Fuji ha. Phen 300, phen dựng chịu tải cao, họ đi câu biển. Carbon hay da ha. Độ cứng thuộc dạng cũng khủng ha, 120 và 24, độ cứng 120 ha. Thích hợp cho anh em này đi câu biển nè, 24. Cây này mình đang bán với giá là 2 triệu. Cũng 120 nha, 24. Rất là đẹp. Kế tiếp, cây số 14. 14 là một cây cần hay khúc. Cây này là cây đây qua, chất liệu là gấp phích đỏ. Phích này nhưng mà phích này phích hàng nặng nha anh em. Đây qua cần đây qua nè. Phen Fuji nè, chịu tải cao ha, cho anh em câu biển ha. Cây này đặc biệt là họ có đổ thêm một cái bát ở đây. Mà câu hay loại gì thì mình không biết chính xác được. Đổ thêm một cái bát ở trên, anh em không thích thì tháo ra, nó chỉ quấn chỉ thôi. Cây đây qua này nó vẫn là phen phen ba chân cao, buồn sống sống, Fuji hết nghe nè. Nhắc lại, bộ phen này nếu mà anh em mua giá cũng phải từ 1,5 triệu đến 2 triệu riêng bộ phen. Cây này mình đang bán với giá là 1 triệu cho anh em đi câu biển ha. Thì cây này nó có độ dài là 2m7, nó cũng khá là cứng nè, độ to. Cây số 15 là một cây cần cũng là hai khúc, chất liệu gấp phích, phích dày để câu biển nha anh em. Phen cũng là dạng phen Fuji khủng ha. Bu thì bu dạng bu rồng rọc ra lòng xứ xích luôn, chịu tải rất là cao nè. Những bộ phen này anh mua, em mua nếu mà mua ở ngoài á, giá trị nó cũng gấp đôi cây cần này. Mình đang bán cây này giá là 1,2 triệu, anh em đi câu biển. Cái này là bên Nhật họ sơn nha anh em, mình để bản về luôn, họ sơn mặt hòe như thế. Cây này thì nó vẫn có chiều dài là, cây này có chiều dài là 2m4 thôi. Cây này chiều dài là 2m4, giá 1,2 triệu. Cuối cùng là một cây ba khúc này cũng khá là đẹp ha. Bát Fuji thêm vàng, phen Fuji xích hết nè. Cây này rất là đẹp. Cây này nó có chiều dài là, ngọn nó cũng khá là to, nhưng mà nó thuộc dạng giống như là họ dích biển vậy đó anh em. Nó nảy lắm, nó nảy nhưng mà nó cong vuốt vậy đấy. Hàng này rất là độc, cho anh em này mua sưu tầm ha. Phen xích hết nè, phen xích nè. Thì cây này mình đang bán với giá là 1,5 triệu. Cây này nó có chiều dài là tầm 3m9, cây này chắc tầm 3m6 hoặc là 3m9. Thì cây này mình bán với giá là 1,5 triệu. Thì sơ lược lần này, tổng thể video lần này mình có up lên đây một số cây cần tuyển cho anh em. Thì anh em cần cây nào thì cứ liên hệ trực tiếp đặt hàng của shop mình với số điện thoại 0976 977 106. Anh em nhớ là liên hệ trực tiếp nha, đừng nhắn tin nữa. Nhắn tin nhầm khi mình không nhận được thì nó lại mất đi cái lượt ưu tiên cho dành cho anh em. Ai liên hệ nhanh nhất thì mình sẽ chốt hàng cho người đó.
Anh em vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ những video mới từ shop. Chào toàn thể anh em.